Hello, xin chào các bạn, mình là Trường, mình đến từ Adam Music. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà chúng ta sẽ thay đổi tông nhạc, nâng giảm tông bằng cả hai cách ha. Cách đầu tiên là các bạn sẽ dùng những cái phần mềm sản xuất âm nhạc. Cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng dành cho trang web, những cái nơi mà trang web mà cho mình tăng giảm tông nhạc free, dành cho những bạn mà không có tìm hiểu hoặc là không biết nhiều về bên sản xuất âm nhạc. Thì cái nhu cầu đặt ra đó là khi mà các bạn đi hát, mình thì có khá nhiều người bạn mà đi hát, thì đa số họ đi hát sẽ là một á, là hát với nhạc live. Hai á, thì cái này đa số hơn, đó là họ sẽ không có một ban nhạc, hoặc là ban nhạc sẽ không đánh đúng cái bài hát của họ. Cho nên bắt buộc khi mà đi hát họ phải đem theo một cái nhạc beat hoặc là một cái nhạc nền, đó các bạn hay gọi là nhạc beat á. Thì một cái vấn đề đặt ra đó là giả sử cái bài đó nó không có hợp với cái chất giọng của họ, không có hợp với độ cao hoặc là không có hợp với quãng của họ, thì bắt buộc họ phải thay đổi cái tông nhạc để mà nó hợp với cái sức của họ khi hát. Thì thường nếu mà các bạn biết về những cái phần mềm thu âm hoặc là phần mềm sản xuất âm nhạc thì mọi việc nó rất đơn giản rồi, các bạn chỉ cần bỏ vào và các bạn thay đổi thôi. Nhưng mà nếu trường hợp mà các bạn một là mình ở cái nơi đó mình không có cái phần mềm sản xuất âm nhạc, hai là các bạn không biết luôn cả về sản xuất âm nhạc thì sao, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái hai cách. Thì cách đầu tiên đó là chúng ta sẽ dùng phần mềm sản xuất âm nhạc. Thì trong cái trường hợp này là mình đang dùng Studio One. Thì đa số những cái phần mềm sản xuất âm nhạc đều sẽ có cái chức năng nâng giảm tông này. Một số sẽ có cái chức năng tên là pitch, hoặc là pitch shift, hoặc là transpose. Thì nếu mà lần đầu tiên các bạn sử dụng cái phần mềm sản xuất âm nhạc thì các bạn có thể search một trong ba từ này ở trên YouTube cộng với cái tên phần mềm của các bạn, thì nó sẽ ra cái những rất nhiều video clip hướng dẫn cái cách mà mình tăng giảm tông dựa trên cái phần mềm đó. Đó thì ví dụ như bây giờ mình dùng Studio One ha, thì mình chỉ cần import để mình làm lại từ đầu luôn. Song import file, mình lấy cái phần mềm bỏ vào, lấy cái bài hát bỏ vào và sau đó nhấp transpose và mình tinh chỉnh. Các bạn nghe trước cái bài hát ha, rồi sau đó mình sẽ tinh chỉnh cái transpose ở trên cái bài hát này. Đó, thì các bạn đã nghe qua cái tông bài hát này rồi. Thì cái bài này á là mình phối cho một giọng nữ hát. Tuy nhiên giả sử bây giờ mình cần đem cái bài này mình đi hát thì sao, hoặc là một bạn nam đem hát thì sao? Một á là sẽ phải rống lên rất là cao, hai á là hát quãng 8 xuống dưới là nó thấp lề tề luôn thì hát không được. Cho nên lúc này mình phải dùng phần mềm để mình đổi cái tông nhạc để mà các bạn có thể hát được. Thì bây giờ mình nhấp phải transpose và sau đó bấm cái tông mà mình cần là xong. Ví dụ mình cần nâng lên cộng 2 chẳng hạn. Ví dụ nâng lên cộng 3 đi. Ví dụ là xuống trừ 1 đi. Các bạn thấy đơn giản thôi các bạn, có nghĩa là mình chỉ cần nhấp phải transpose và sau đó mình tăng giảm tông bằng cái ô này là xong, rất là đơn giản. Còn một cách thứ hai nữa là dành cho những bạn mà không biết về sản xuất âm nhạc, thì các bạn có thể dùng những trang web free ở trên mạng để mà mình import cái bài hát vào và mình thay đổi. Thì đa số những trang web hiện giờ á, người ta sẽ lấy phí hoặc là chỉ cho các bạn xuất một cái timeline cụ thể, ví dụ 10 giây, 20 giây để mà các bạn review thôi. Và nếu mà các bạn muốn lấy một cái bản full thì các bạn phải trả phí. Nhưng mà hơn một cái là mình đã kiếm được một cái trang web free cho các bạn đây. Đó, nó tên là vocalremover.org. Rồi đây là cái giao diện mà chúng ta sẽ, khi mà chúng ta bỏ nhạc vào nó sẽ ra. Thì đối với ở trên Studio One á, thì người ta sử dụng cái từ là gì các bạn? Transpose. Nhưng mà ở trên này á, người ta lại sử dụng cái từ là pitch, giống như hồi nãy á. Tức là các bạn chỉ cần search pitch, pitch shift hoặc là transpose, một trong ba từ chắc chắn sẽ ra. Thì
Ở đây nó có một cái thanh gọi là thanh trượt các bạn. Thì các bạn chỉ cần trượt đúng cái số mà cái semitone mà các bạn cần nâng hoặc giảm là nó sẽ xong. Nó khác với bên kia trong Studio One là mình bấm số, còn cái này mình trượt, nó tiện hơn nhiều. Mình quay lại không ha. Thì nó chỉ đơn giản như vậy, và sau đó chúng ta save bài hát là xong. Tuy nhiên ấy, mình có một cái khuyến cáo cho các bạn ấy, có nghĩa là cái việc tăng giảm tông như thế này nó sẽ làm giảm chất lượng bài hát, nó làm cho bài hát bị biến dạng đi. Cho nên một ấy, nếu mà các bạn không có điều kiện để mà phối một bài mới thì các bạn chỉ nên tăng giảm ở mức ví dụ như là -1, -2 hoặc là +1, -2 thôi. Còn nếu mà các bạn tăng giảm quá nhiều thì chắc chắn cái bài hát của bạn nó sẽ bị giảm chất lượng rất nhiều. Và khi mà đánh trên cái bộ loa lớn hoặc là trên sân khấu lớn á, cái bài hát nó sẽ nghe rất là ghê đó. Còn một cái phương pháp mà tối ưu nhất nhưng mà nó hơi tốn tiền chút xíu là các bạn phải phối bài mới thôi, dựa trên cái tông mà các bạn cần, thì lúc đó chắc chắn sản phẩm của bạn sẽ nghe nó hay hơn rất là nhiều so với các bạn sử dụng cái này. Thì vừa rồi á, là mình đã chia sẻ với các bạn cái cách mà chúng ta sẽ tăng giảm tông một bài hát bằng hai cách, đó là bằng phần mềm thu âm, phần mềm xuất âm nhạc hoặc là bằng web. Thì nếu mà các bạn có những cái thắc mắc hoặc là có những cái yêu cầu thì các bạn có thể inbox hoặc là comment ở dưới video. Mình và team sẽ tìm hiểu và giải đáp cho các bạn trong các clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn.